Em là Trần Anh, năm nay em 33 tuổi và em hiện tại đang sống tại Thanh Hóa. Thì em tham gia công việc Ori cũng từ tháng tháng 12 đó, bởi em nhớ là gần gần Tết, cũng không nhớ chính xác là ngày nào, nhưng mà chỉ nhớ là tháng nhận lương cho nên là vào thì vào tháng 12, nhưng mà không nhớ là ngày nào của tháng 12, thì tính ra đến giờ thì cũng đâu đó 8 tháng, hơn 8 tháng rồi. Thì cũng rất là vui khi chốt được chức danh, thì nhờ chủ nhân khi chốt được chức danh thì rất là hào hứng, vì là cái chức danh này thì cũng mang về cho mình một cái xét thưởng cũng là tương đối, và nói chung là nhiều cảm xúc Ok, hay quá chị ơi. Lên chiếc đạt được chiếc danh Senegal này thì chị có cái cảm xúc như thế nào ạ chị? lắm. Thì đấy, như chị vừa chia sẻ thì cũng 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 tính ra là cũng cả một quá trình, tính ra đến giờ là cũng là 8 tháng, nhưng mà mình thì có lẽ là mình theo như mọi người hay hay nói là mình đi cũng cũng khá là nhanh nên Hay là quá. khi mà mình chốt chức danh thì nó cũng nằm trong cái dự định của mình rồi á, mình cũng đã có sự gọi là không không có gì gọi là bất ngờ đâu, thì mình cũng biết được là cái lộ trình của mình là cũng đi từng từng bước, và mình cũng biết được là tháng nọ tháng kia là mình sẽ chốt chức danh. Nhưng mà khi mà chốt được chức danh và nhận được cái xét thưởng thì cảm thấy là vui hơn, vì nhờ cái xét thưởng thì mình lại tích góp được một khoản để mình làm một cái việc gì đấy nó quan trọng cho cái cuộc đời của mình, nên là cũng rất là vui. Hay không ạ? Nói chung là mọi người mà muốn hiểu được cảm giác này thì hãy trở thành Senegal giống như chị Trần Anh nhé cả nhà nhé. Đó, chúng ta nghe chia sẻ để chúng ta cảm thấy chung vui cùng với chị thôi. Nhưng để thực sự thấu hiểu thì chúng ta phải trở thành họ thì chúng ta mới hiểu được, đúng ạ? Hay quá, cảm ơn chị. Và chị có thể chia sẻ một chút về cái câu chuyện chị bén duyên với công việc này như thế nào, và một vài cái câu chuyện cảm nhận qua nét mà chị cảm thấy rất là ấn tượng và mang lại cảm hứng cho chị được không ạ? Chị thì thực ra thì ngay từ ban đầu tới với sản phẩm thì cũng chỉ để mục đích là cải thiện sức khỏe, thì nhờ có cái lọ omega 3 này mà để chị bén duyên với lại cái sản phẩm bên mình. Thì là lúc đầu mình bị chảy nước mắt sống á, thì xong là mình tìm hiểu, sau đó là mình mua một cái lọ omega 3 này về mình trải nghiệm, thì có mấy ngày thôi là mình không còn bị chảy nước mắt sống nữa. Sau đó là cùng lúc thì bố mình đang bị tiểu đường rất là nặng, bị tiểu đường biến chứng rất là nặng luôn, tiểu đường rồi lại còn bị xơ gan nữa, xơ gan rồi xương khớp, huyết áp, nói chung từ tiểu đường mà biến chứng là rất là nhiều, những cái bệnh rất là nguy hiểm, rồi tim mạch, huyết áp, xương khớp, rồi dạ dày cũng rất là nặng luôn. Đó thì là đang lúc lúc đấy thì mình trải nghiệm cái omega 3 này, mình cảm thấy rất là tuyệt vời, mới có mấy ngày thôi mà mình không còn bị chảy nước mắt sống nữa. Để sau đó là mình mới bắt đầu là mình mới để ý tới sản phẩm nhá, tại vì bình thường nếu như mà dùng một cái sản phẩm mà cái sự hiệu quả nó chậm ấy, nó lâu á, thì là mình có thể là mình cũng không có để ý mấy đó, mà chính vì mình bị chảy nước mắt sống rất là nhiều luôn, cho nên là dùng dùng omega 3 có 4 5 hôm thôi là không còn thấy chảy nước mắt sống nữa, là bắt đầu mới để ý tới sản phẩm. Thì cùng lúc thì bố đang bị bệnh nặng như thế thì mình mới tìm hiểu, mình mất gần một tuần, em mất gần một tuần trời em đi lên mạng, em đi tìm hiểu là cái sản phẩm này là ở đâu ra, với lại sản xuất từ đâu, nguồn gốc rồi thành phần các thứ em tìm hiểu hết. Đó, tại vì đó giờ thì nói chung là mình giống như là mình quan tâm tới cái gì thì vũ trụ nó sẽ vũ trụ sẽ mang đến cho mình cái sản phẩm đấy. Lúc trước kia là cũng không biết tới cái sản phẩm này đâu, được chị Lê Thị Hanh là bảo trợ của em chia sẻ cho em rất là nhiều lần, nhưng em không có để ý, tại vì nhà em bán nhiều lắm nên là em cũng không có quan tâm đến những sản phẩm khác á. Em cứ hình dung là cái nào nó cũng giống như cái nào hết á. Tại vì mấy cái kia bán cho khách thì cũng phải, nếu như khách nào mà sử dụng đều đủ một thời gian dài thì có cảm nhận không có rõ ràng, cho nên là mình bán nhiều quá rồi mình cũng cảm thấy là chắc mình nghĩ trong bụng không, ủa cái nào nó cũng giống như cái nào. Sau đến khi mà bản thân mình trải nghiệm thì mình thấy thay đổi rõ rệt, sau đó là mình mới tìm hiểu, sau là mình mới lấy về cho bố dùng. Lấy về cho bố dùng thì bố thay đổi rất là nhiều luôn, và nên nếu mà kể về bố thì kể nó rất là nhiều thời gian luôn, nên là em chỉ tóm tắt thôi. Thì từ khi bố em sử dụng cái sản phẩm đến bây giờ thì thường thì những cái bệnh mà bệnh tiểu đường là mình phải tái tái khám hàng tháng. Mình là phải tái khám hàng tháng đó mọi người. Đó, nhưng mà từ khi bố em sử dụng đến giờ là tính ra là bố em dùng từ ngày 16 tháng 1, chuẩn bị tới 16 tháng 8 này là được tròn 8 tháng rồi. Mà từ khi bố em dùng đến giờ là không 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 phải đi viện mà không tái khám gì hết. Đó, bình thường là bệnh đó là tháng nào cũng phải đi tái khám, mà lúc trước kia thì tái khám với những ai mà bị nhẹ thôi, nhưng mà bố em lúc trước đấy là tháng nào cũng phải nằm viện nửa tháng hết đó. Nặng mà bố em trước khi tới với sản phẩm là bố em không có đi lại được luôn ấy.
chân tay kiểu là nó cứ co cắp dần đó, mà nó gầy gầy lắm, rất là gầy luôn. Lúc đấy bị biến chứng thì từ 54, từ 56, 55, 56 cân mà xua suốt chỉ còn có 40, 42 cân. Nên lúc mà đưa bố đi viện là cứ phải bế, không có đi được, cứ phải bế là như một đứa con nít như này, bế lên mà bế lên cái mà nó cứ gọn ơ luôn ấy, kiểu là nhẹ, rất là nhẹ luôn, sút ký trầm trọng và sút tầm tầm chục hơn chục cân. Đấy thì sau khi sử dụng sản phẩm thì cứ phục hồi dần và bây giờ bố lại trở về. Nói chung so so với lúc chưa biến chứng ấy thì cũng tầm phục hồi được khoảng tầm khoảng khoảng 90%. 90% sức khỏe rồi và bây giờ lại béo lại như xưa nhưng mà lại khác xưa một chút xíu là da dẻ lại hồng hào. Có cái nhìn cái thần thái nó rất là tốt chứ không giống như lúc kia. Lúc chưa có dinh dưỡng mà lúc chưa có biến chứng thì nhanh nhẹn hơn nhưng mà da dẻ thì cứ xám xịt đi mà nhìn vào vào nhìn không có sức sống, nhìn da tối lắm, nhìn rất là xấu mà cái giấc ngủ thì không không có được ngon. Mà bây giờ thì bố dùng dinh dưỡng thì 8 tháng nay rồi không phải đi viện nữa, không phải mất 1.000 tiền đi viện nào luôn, cứ ở nhà cho dùng dinh dưỡng tẹt ga một ngày 2 ly bột với lại một gói tổng hợp với lại 2 viên canxi, cứ đều như thế, đều đặn, không thiếu một bữa nào và không thiếu, cứ đúng giờ như thế. Nhà em là cho bố em dùng là đúng giờ luôn đó mọi người, đúng giờ đúng bữa, không có sai lịch tí nào hết. Vì bây giờ mình nghĩ so với những ngày tháng trước kia thì bây giờ nhàn quá. Ở lúc trước kia là bằng tầm này này em cứ 5 giờ sáng là em lại lại ngồi lại dậy đó, xong em suy nghĩ là trước khi là hôm qua là trước khi ngủ là mình suy nghĩ là sáng nay dậy là đi chợ là mua gì về đến nào chuẩn bị cho bố ăn. Cho bố ăn để bố có chất, mình cứ phải suy nghĩ ABCD trong đầu rất là mệt luôn. Sáng nào cũng phải dậy sớm mờ mờ tinh sương như này là đi chợ là mua đồ về nấu. Thế bây giờ thì chỉ có dùng dinh dưỡng thì nhàn quá trời, chỉ có 2-3 phút thôi, lắc một ly dinh dưỡng thơm ngon đưa cho bố uống nó quá khỏe luôn mà lại đầy đủ dinh dưỡng đó, nên là thực sự rất là biết ơn sản phẩm luôn. Đến 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 thời điểm giờ thì nói chung là nói về sản phẩm thì không biết là nói tới thời gian bao lâu để mà thể hiện được cái lòng biết ơn với sản phẩm. Và sau đó khi tới tới với công việc thì một bức tranh công việc rất là tuyệt vời, và nhờ cái công việc thì em cũng thay đổi rất là nhiều từ cách suy nghĩ rồi rất rất là nhiều luôn, và đặc biệt là cách quản lý tài chính. Tới với Ori mới biết quản lý tài chính. Hay quá, em thấy là thực sự là cái câu chuyện của chị truyền cảm hứng rất là nhiều, như em nói ở đầu ấy, không chỉ truyền cảm hứng cho mọi người về cái sự phát triển mạnh mẽ của chị và đều đều đặn và bền vững của chị, mà nó lại còn là một cái câu chuyện đằng sau cái sự thành công đó, là một cái câu chuyện rất là ý nghĩa đúng không? Đó, em nhớ có một lần chị đăng lên hình như cái hồi nhận thu nhập hay gì đó, chị bảo là tất cả đều là từ bố, tức là nhờ bố khỏe mạnh rồi, vừa là bố khỏe mà con lại có được cái nguồn thu nhập như ngày hôm nay đúng không? Thực sự rất là hạnh phúc luôn, bởi vì là khi mà trong gia đình của mình, nhất là những người ruột thịt của mình mà bị ốm đau ấy, mình chỉ mong muốn một cách cách nào đấy, một cái giải pháp nào đấy giúp cho mọi người họ có thể khỏe mạnh trở lại thôi đúng không? Đó, và rất là nhiều người là bị bất lực với sức khỏe của những cái người thân trong gia đình của mình. Đó, nhưng mà khi mà chị biết đến cái dòng wellness này thì gần như là một cái gọi là một cái tia hy vọng, cũng như là một cái sự thay đổi hoàn toàn của bác. Ban nãy câu chuyện em có đăng lên đúng không? Đó, trước khi mà bác dùng wellness thì cái hồi tháng 1 ý, thì bác thường xuyên vào viện và còn không tự đi lại được, còn phải ngồi xe lăn, có cái hình ảnh xe lăn mà nãy em show cho mọi người xem đấy. Đó, và chị cập nhật, chị Trần Anh thì rất là hay cập nhật tình hình của bác khi mà sử dụng sau từng ngày như thế nào. Đó, sau 2 tháng bác cải thiện ra sao thì mọi người có thể vào cái trong cái group cảm nhận wellness ấy. Chị viết một cái bài chia sẻ rất là cụ thể ở trong đó. Đó, rồi sau 6 tháng cải thiện ra sao, rồi cứ vài ngày chị lại đăng kỷ niệm một lần là được bao nhiêu ngày bố dùng wellness, dùng dinh dưỡng, xong rồi tình hình của bố như thế nào chị cập nhật. Và gần đây nhất thì em nhớ hình như là hình ảnh bác lên huyện đi, chị nói là lần đầu tiên lên huyện đúng không, trông bác rất là trắng trẻo, người chị bảo là bây giờ tăng mười mấy cân rồi đúng không? Đó, xong rồi Nặng như ban đầu rồi em ạ. à, thế ạ, tuyệt vời quá. Xong bác đi lại được bình thường. Xong rồi chị còn quay cả hình ảnh là một hàng ngày bác cứ vào trong nhà bà nội đúng không? Đó, vào trong đấy đi bộ, tự đi vào trong đấy rồi tự đi về, mà quãng đường phải lên đến gần 2 cây số, cứ đi bộ như thế, người bình thường mình đi còn cảm thấy Ủa, hoảng hen đúng không? Đó, mẹ. mà bác đi được. Đó, nên là đó là một cái sự rất là tuyệt vời, rất là kỳ diệu. Gần như là chị
Cảm thấy cái việc là mình biết đến Wallnet và mình kinh doanh Wallnet nó là một cái điều rất là ý nghĩa và nhân văn, rất là tuyệt vời ấy. Mình chia sẻ được cái công việc và làm công việc này, mình có được cái nguồn thu nhập thì nó là một cái điều rất là ý nghĩa. Nên là chị dành những cái số tiền ý nghĩa đấy, chị cũng làm những cái việc rất là ý nghĩa, đúng không? Chúng ta cùng nhìn qua một chút về cái lộ trình phát triển của chị Trần Anh nha mọi người nhá. Chị Trần Anh phát triển như thế nào trong những cái tháng vừa qua và chị đã nhận được gì trong thời gian đó, cả nhà cùng xem này. Chị bắt đầu tham gia từ tháng 12 năm 2021 và tháng đó chị lên được 15%. Đó, tháng thứ hai thì chị là tháng 1 ấy, năm 2022 chị đã lên luôn 21%. Tháng 2 năm 2022 là chị đã có một cái chân tách đầu tiên. Tháng 3 chị có chân tách thứ hai và tháng 6 chị có chân tách thứ ba và giữ đến bây giờ tháng 8, 3 tháng, tháng 7, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là chị chốt được chức danh Senior Gold, đúng không ạ? Và chị nhận được một cơn mưa không chỉ là thu nhập mà là cơn mưa tiền lương, à tiền thưởng, đúng không ạ? Nó và rất là nhiều những giá trị. Chị cũng nhận được hiện vật đầu tiên của Orphan, đó chính là chiếc xe tay ga rồi, đúng không ạ? Đó, chiếc xe rất là đẹp đây mọi người. Nhìn những cái gì mà chị nhận được này. Đó, tháng 1 chị nhận được tức là lương của tháng 12 chị làm, đúng không ạ? Đúng Đó, thu nhập 10 triệu. 15% vào thu nhập 10 triệu. Tuyệt vời không cả nhà? À, tháng đó hình như em nhớ là cộng cả thu nhập của tháng 1 nữa luôn. Đúng không? Tháng 1 ngày 2. À, tháng 1 là chị nhận được thu nhập. Em nhớ là tháng 1 có phải là vào tháng Tết không? Đó. Là chị nhận được cái nguồn thu nhập này là có phải cộng cùng với của tháng trước hay là của riêng tháng 1 đây nhỉ? Ngày 25 là công ty chốt. À, đây là thu nhập của tháng 1. Đấy. Thu nhập của tháng 1 và công ty trả vào ngày 25 tháng 1 để cho chúng ta được nhận trước Tết đấy, đúng không ạ? Rồi tiếp. Tiếp theo, tháng 2 thu nhập của chị đã tăng lên 28,5 triệu rồi. Đó, đây là cái chiết khấu trên tổng doanh số chị tạo ra cho công ty ấy, chứ chưa nói đến chiết khấu bán lẻ mọi người nhá. Chị Trần Anh bán lẻ cũng siêu đỉnh luôn cả nhà. Rồi, tháng tiếp theo là thu nhập là 43,6 triệu. Tiếp ạ, 51 triệu. 51 triệu 8 đúng không ạ? Rồi 67,8 triệu. Đó, 53, phẩy 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 4 triệu cho là phẩy 5 triệu đúng không ạ? 53 triệu rưỡi. Đó. Rồi chị đọc lợn, chị cứ thu nhập từ công việc này là chị cho hết vào bởi vì chị Trần Anh thì đang có công việc chính. Bình thường nếu mà chưa làm Allframe thì công việc đó vẫn đang nuôi sống được bản thân và gia đình của mình, đúng không? Đó, và cái khoản thu nhập từ Allframe nó là một khoản thu nhập thêm, nhưng mà ai ngờ thêm lại nhiều quá, đúng không? Nó chị phải cho vào đến hai con lợn thì mới có thể vừa cái số tiền mà chị kiếm được trong 8 tháng vừa qua, đúng không ạ? Cứ mỗi tháng em hình ảnh cũng rất là cảm hứng, mỗi tháng chị nhận thu nhập về chị lại rút hết ra thành tiền mặt chị cho vào con lợn của chị, đúng không ạ? Đó thì đó là cái số tiền chị những cái khoản thu nhập và thưởng chị nhận được trong tháng vừa rồi, trong những cái tháng vừa qua và tháng vừa rồi thu nhập 62 triệu chị chưa làm hình. Đó, và chị kể về số tiền của chị đi, động lực của chị kiếm ra số tiền đó và chị đã làm vừa cái việc gì ạ? Chị chia sẻ về về cái việc đó được không? Rồi thì như mọi người đã biết thì em thì tới với sản phẩm thì chủ yếu là ban đầu là mục đích chỉ vì sức khỏe thôi, và đến giờ thì nó vừa là sức khỏe vừa là tiền đó, tại vì tiền nhiều quá nên là lúc mà khi mà mình đã có sức khỏe rồi và mình lại có tiền đó, thành ra là trong cái đầu mình nó sẽ suy nghĩ ra rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến tiền đó mọi người, nghĩa mình làm được rất là nhiều việc ý nghĩa luôn. Thì lúc đầu thì em nghĩ là mình đang khao khát, mình mong muốn là cải thiện được sức khỏe, vì bản thân em thì cũng đang có một cái công việc để mang đến cái nguồn thu nhập gọi là cái trang trải cuộc sống hàng ngày á. Cho nên là em quyết tâm là những cái đồng đồng tiền mà mình làm ở trong cái làm thêm về Ori là em không có đụng cái 1.000 nào luôn, là cứ mỗi lần lãnh lương về là rút tiền mặt ra là đốt vào heo. Đó thì là cái tháng rồi mà tháng 8 thì là em có đập heo ra, thì lúc đấy em đập heo ra em bất ngờ lắm luôn đó, thật sự luôn. Ban đầu thì cái tháng lương đợt đầu tiên em nhận đấy là được 10.132.000. Thì là em bắt đầu là em suy nghĩ là thôi thì mình chỉ mong là bố bây giờ cải thiện được sức khỏe, mà bố cải thiện được sức khỏe rồi thì là tuyệt vời quá rồi. Từ bố cải thiện được sức khỏe là mình không phải tốn thêm những cái chi phí như đi viện hàng tháng cũng hết 20-30 triệu rồi, ăn uống mua bán linh tinh đấy. Đó, sau là mình nghĩ là bây giờ bố cải thiện được sức khỏe tuyệt vời rồi, bây giờ mình nhập cái sản phẩm này về mình chia sẻ cho mọi người xung quanh là mình lại có cả lãi bán lẻ cơ mà. Nên coi như cái lương đấy mình không nghĩ tới, vì đó giờ 7-8 năm qua em kinh doanh đâu có ai trả lương cho em đâu.
Em cũng chỉ có cái lời bán lẻ chênh lệch là một cái sản phẩm là lời bao nhiêu thế thôi, chứ đâu có ai trả lương cho em. Thế xong em mới nghĩ tới là những cái khoản lương mà mình nhận về á, xong là mình để riêng ra đi, mình đừng có đụng tới, mà kể cả cái lãi bán lẻ cũng thế. Đó, xong là em mới đút hết vào heo đến cái tháng 8 rồi em đập heo ra. Thì lúc đầu là em đút heo là với một mục đích là nhà em thì có cái khu mộ của chú và ông em, thì từ đó giờ là chưa có được tu sửa, chưa có được làm lại. Thế thì em thì nói chung cũng mỗi một lần mà cứ Tết đến mà đi xuống đi 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 mời các cụ về ăn Tết ấy, thì là mình nhìn thấy cái khu mộ nhà mình nó đang đang bị nó hiu quạnh quá mà nhìn buồn lắm. Đó, nhìn nó cỏ mọc cứ tùm đi. Xong là trong 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 lòng là cũng muốn là thời gian sắp tới là sẽ làm, nhưng mà lúc đấy là làm theo cái kiểu là mình là cháu cháu ngoại mà cháu thì mình đi lấy chồng rồi thì mình giống như kiểu là trong gia đình thì có các chú các cô nữa thì mình cũng sẽ gom góp một phần nào, mình có nhiều thì mình góp nhiều mà có ít thì mình góp ít, ở trong trong lòng mình suy nghĩ thế. Mà từ khi tới Ori là sau đó là em suy nghĩ là những cái đồng tiền này là em sẽ gom lại, em sẽ làm cho ông và chú em một cái khu mộ đó, và không có cần phải không phải gom góp tiền của người này người kia, mà chính cái tiền của em là em sẽ bỏ ra hết. Thế xong rồi lúc tháng đầu tiên nhận lương thì có một nhận được 10.132.000, thì cứ nghĩ là lúc đấy cũng chưa có hiểu gì về lương mà cũng không hiểu gì về chức danh đâu mọi người ạ. Cứ nghĩ là tháng này được 10.132.000 thì chắc tháng sau cũng được 10.132.000 hay 34 gì đấy, cứ nghĩ nó nằm ở cái khoảng đấy thôi. Và mình dồn từ tháng 1 cho thường thường làm mộ thì người ta sẽ làm vào tháng 7 đến tháng 11. Đó thì là cứ nghĩ trong đầu là mình sẽ dồn 7 đến 7 tháng đến 11 tháng thì kiểu gì cũng phải được 70-80 triệu hay 100 triệu gì đấy. Trong đầu cứ suy nghĩ như thế. Thì ở quê mà làm mộ thì thường thường em cũng thấy làm tầm khoảng từng đấy tiền thôi. Và nếu có thiếu đâu thì mình lại sẽ bù tiền tiền ngoài của mình vào cũng được, không sao hết. Miễn là làm cho đàng hoàng sạch sẽ là được. Nên cứ nghĩ như thế rồi cứ làm thôi. Cứ làm với những cái gì mà mình gọi là hào hứng mỗi ngày, rồi mình cảm hứng mỗi ngày, mình yêu sản phẩm, rồi mình cứ chia sẻ, mình cứ lan tỏa. Thì không ngờ là đến tháng rồi, tháng 8 rồi đập heo rồi, chính xác là được 447 triệu mọi người, mà em choáng luôn. Lần đầu tiên em đập heo mà em bảo trời ơi, cái cuộc đời của em đến giờ là 33 tuổi rồi mà chưa có bao giờ mà nuôi heo theo cái kiểu mà đập ra mà tiền của nó tràn ra, mà trời ơi em bị choáng luôn đó cả nhà. Có nuôi heo nhưng mà chưa bao giờ mà nuôi heo tới hơn 400 triệu cả. Chỉ thấy đâu đó ở trên mạng rồi sẽ vào xem ở trên TikTok đồ này kia, thấy mọi người đút heo á, xong rồi thấy mê thôi, thấy xem mà gọi là mình thấy mê thôi, chứ mình không có nghĩ là tới một ngày nào đó mình cũng ở trong cái cảm giác đấy. Hay em đập heo mà trời ơi, rồi em bị choáng váng rồi, em ngồi em xếp tiền, xếp đi đâu mà. Tại vì những cái đồng tiền này là nó bao gồm rất là nhiều những cái ý nghĩa trong đấy. Bảo nhờ có sức khỏe bố cải thiện, rồi mọi người theo dõi cái hành trình của bố, và sau đó là mọi người tin tưởng và mọi người gọi là quan tâm. Sau đó mọi người cũng trải nghiệm, đó mọi người mua cho người thân, mọi người dùng cho bản thân, khách hàng của em. Nói chung là những cái đồng tiền này nó rất là ý nghĩa nên em trân trọng vô cùng luôn. Đập heo ra mà trời ơi choáng ngợp luôn đó mọi người, với vừa rồi em lãnh lương rồi là tiền bán lẻ nó thì tính ra là cũng được đến giờ là cũng được hơn 8 tháng mà em tính là từ khi em làm Ori đến giờ là cũng được hơn 500 triệu mọi người. Mà em làm mộ thì em làm xong xuôi mộ đấy nha, thì em cũng giống như những cái gì mình dự kiến ở trong đầu, có nghĩa là tiền mình gom về là mình sẽ làm cái việc đó đầu tiên, tại vì mình nghĩ sao là mình phải làm như thế, chứ không phải là đến lúc mà mình nghĩ ban đầu mình nghĩ như thế mà đến khi tiền nhiều quá rồi mình lại bảo ôi làm việc này làm việc kia trước đi xong làm việc đấy sau là không, nó bị trái ngược với cái lương tâm của mình, vì là cái đồng tiền này đồng tiền lương mà đó không, nên là sau là em làm mộ xong là đâu đó hết khoảng tầm hình như 100 triệu đó mọi người, xem 100 triệu chín mấy gì đấy, cho là 100 triệu đi, thì em cũng vẫn đang dư hơn 400 triệu. Vừa rồi em mới cách đây có mấy hôm rồi mọi người, em lại bỏ thêm một ít tiền túi nữa, với lại hơn 400 triệu đấy em lại mua được một miếng đất nữa, nên là em cảm thấy là trời ơi sao mà tới với Ori mà mình được nhiều thứ quá vậy, nào là sức khỏe rồi là làm này làm kia đều thực hiện được luôn đó mọi người. Đó, đặt ra cái mục tiêu của mình này, sau đó là mình cứ làm, mình cứ tích cực, rồi mình cứ ham học hỏi, rồi mình làm bằng cái bằng hết cái năng lực của mình nhé, mình có, mình yêu sản phẩm. Đó, rất là nhiều cái cộng hưởng lại, và sau đó mình cứ cố gắng. Đó, mình đặt thêm cho mình cái mục tiêu là làm lúc đầu vòng là chỉ làm mộ thôi. Nhưng mà ai ngờ đâu làm mộ xong lại đang dư hơn 400 triệu nữa. Đấy, sau đó em lại bù thêm tiền, em lại mới mua được một miếng đất nữa. Và với lại hồi nãy như em chia sẻ là tới Ori em học được một cái cách là quản lý tài chính. Em thấy là khi mà mình để ra được cái đồng tiền, khi mà mình làm cái công việc đấy mà mình để gom góp được một cái số tiền, sau đó là mình quay lại mình nhìn 8 tháng vào, mình quay lại mình nhìn thấy mình ôi được hơn 500 triệu.
làm cái này sao mà nhiều tiền thế? Đó, ngoài sức khỏe rồi ngoài rất là nhiều cái giá trị khác mà bây giờ sao mà mình lại được nhiều tiền thế này? Đó, xong là mình lại càng thấy trân trọng công việc hơn, mình lại càng thấy giá trị nhiều hơn. Tại vì có những cái số tiền lớn như vậy mình lại làm được rất là nhiều việc ý nghĩa cho gia đình, cho bản thân. Đó, và từ Hay khi là quá. từ khi tới Ori là em học được cái cách quản lý tài chính. Em rất là thích là cái Hay cách quản lý. quá. Chúng ta lại càng tự hào hơn về cái môi trường hệ thống chúng ta đang có đúng không? Đó, thật sự chị Trần Anh bây giờ khi mà đến với công việc này có rất là nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống. Chỉ đơn giản là bố khỏe mạnh hơn, đó là một cái sự thay đổi bất ngờ trong cuộc sống của mình rồi đúng không? Xong rồi con người của mình thay đổi, thu nhập của mình thay đổi. Đó, rồi mình thực hiện được những cái ước mơ, những cái nguyện vọng, những cái tâm nguyện của mình. Cũng như là những cái xong rồi lại còn để dành ra được mua được một miếng đất. Mọi người thấy thích không ạ? Thấy đã không ạ? Đó, nhiều khi ấy, chúng ta làm được từ on-frame chúng ta nỗ lực, có nhiều người cũng kiếm được khá là nhiều tiền, nhưng mà cũng không có nhiều người để giành được nguyên số tiền kiếm được từ on-frame giống như chị Trần Anh, nên thành ra mình chưa cảm nhận được cái số tiền mình kiếm được từ on-frame thôi. Chứ còn mọi người cứ vào trên cái em đấy, em chưa nói là cái thưởng các thứ của mình nhá, xem báo cáo trên cái thu nhập của mình ấy, mọi người cứ xem chỗ phần quản lý hệ thống ấy, mình vào đấy xem báo cáo tổng thu nhập của mình trong vòng 12 tháng ấy. Ui dồi ôi, thu nhập nó cũng là một con số không thể ngờ được đâu mọi người ạ. Đó, nên là chúng ta biết quản lý tài chính là chúng ta sẽ để dành ra được rất là nhiều. Hay quá. Chị kể xíu này nhá. Dạ. Trước kia mọi người khi mà chưa tới cô chưa chưa biết tới công việc Ori, thực ra thì em làm thì cũng là làm thôi, nhưng mà không có cái gì đam mê với công việc lắm, tại vì em bán rất là nhiều sản phẩm á, và không có cái sản phẩm nào mà làm cho em gọi là yêu thích như cái sản phẩm của công ty mình. Thế thì em cứ thi thoảng em cứ nói với những nhà phân phối trong nhóm em ấy, em mới bảo là nếu mà những năm khác mà làm những cái công việc kia thì chắc là đến cuối năm mà ngồi lại rồi cũng giống như mọi người vậy. Đến cuối năm là em cứ thấy hay mọi người hay nói câu là ôi lại hết một năm rồi, chưa làm cái gì lại hết một năm ấy, rồi hoặc là chưa thấy dư giả gì lại hết một năm, năm nay lại coi như bổ. xong em từ khi em làm tới Ori đến bây giờ là tháng thứ 8, hơn 8 tháng rồi, và chuẩn bị thì cũng vài tháng tới là thôi là hết một năm. Thế em mới nói với mọi người là năm nay nhá, năm 2022 là khác với những năm khác. Bây giờ mà đến cái ngày cuối cùng của năm 2022 là ngày 30 Tết đúng không? Cái cuối năm mà là mọi người thường thường là hay ngồi hay ăn uống với gia đình Tết Niên rồi này kia, và mình nhìn lại về một năm đấy, hoặc là trước khi tới khoảnh khắc giao thừa thì mình sẽ nhìn lại cái năm vừa rồi mình làm được cái gì. Thì đúng là năm nay mà nếu mà ngồi nhìn lại thì rất là nhiều cái gạch đầu dòng luôn, thực sự mình cảm thấy thấy vui lắm mọi người ạ, thực sự luôn. Nào là sức khỏe này, gạch đầu dòng thứ nhất là sức khỏe bản thân này, rồi là sức khỏe cho bố này, rồi là đã làm mộ cho ông này, rồi lại mua được đất này đó, từ làm Ori đó, rồi là được cái này cái kia, từ giờ đến cuối năm đang còn mấy tháng nữa ai biết được lại sẽ được những cái khác, nó cũng cũng rất là giá trị nữa thì sao, chỉ cần mình cố gắng thôi. Và xong là mình đặt cái mục tiêu cho mình và những cái đồng tiền đấy mình biết quản lý, mình biết chi tiêu hợp lý, sau đó là mình sẽ dành được một cái gì đấy, là mình cảm thấy là mình khi mà mình dành ra được những cái đấy và mình nhìn thấy hàng ngày, giống như bây giờ đến gần Tết hoặc là thi thoảng em xuống dưới 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 lăng mộ chỗ 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 ông và chú em nhìn thấy em lại nhớ đấy, mình làm Ori mình mới xây được mộ này đẹp như thế, rồi mình làm được cái khu mộ khang trang như thế này, hoặc là nay mai mình đi ngang đâu đó cái miếng đất mình vừa mua xong mình bảo nhờ làm Ori mà mình có dư giả mình mua được miếng đất. Tại vì khi mà bố thực ra thì dư giả thì từ Ori thì đấy, như mọi người em chia sẻ thì em cũng dư được hơn 500 đó, và làm thì làm mộ xong thì dư hơn 400 và bù thêm tiền mua đất. Nhưng mà nếu như mà em không biết tới Ori, bố em không cải thiện sức khỏe thì em cũng làm gì mà em dư được 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 như thế đúng không ạ? Không dư được như thế luôn. Và mình làm những cái công việc khác như công việc em đang làm đó là cũng bán mỹ phẩm rồi rất là nhiều sản phẩm khác, thì có bao nhiêu tiền thì cũng cứ gom góp để cho bố đi viện thì làm sao mà dư được như thế. Thì nhờ cái sản phẩm Ori, nói chung là cái gì đi một bước đi rồi nhìn cái xung quanh của mình cái gì cũng cũng liên quan tới Ori hết, xong là mình làm được những cái gì mà giá trị hàng ngày mình phải nhìn thấy được ấy. Đó, ví dụ như là tháng này làm được cái này, tháng kia làm được cái kia, hoặc mình nhìn lại một năm mình thấy được rất là nhiều cái mà mình được từ Ori, rồi sau đó là mình cảm thấy mình trân quý cái công việc vô cùng luôn. Và nhờ cái trân quý và biết ơn công việc như thế là mình có một cái gọi là ý thức được việc là mình sẽ duy trì công việc này và mình phát triển cái công việc này nó tốt hơn. Hay quá. Nghe chị kể chưa chưa nói đến bí quyết thôi, em đã thấy có hai điều mà chúng ta sẽ học được ở từ từ chị Trần Anh rồi. Thứ nhất là chị luôn có một cái mục tiêu rõ ràng,
một cái động lực làm việc rõ ràng, đúng không ạ? Và thứ hai là chị luôn trân quý, trân trọng, biết ơn từ những cái điều nhỏ nhất. Và khi mà mình biết ơn nhiều hơn thì mình sẽ có được nhiều hơn, công việc nó sẽ càng thuận lợi hơn, đúng không ạ? Đó, thật ra cũng không phải bỗng nhiên mọi thứ nó đến với mình, tất cả nó đến với mình nó là một cái cơ duyên, và nếu mà chúng ta biết đón nhận thì nó sẽ trở thành một cơ hội, còn nếu chúng ta không biết đón nhận thì nó cũng sẽ đi qua, đúng không? Đó, bản thân chị Trần Anh thì đã biết và dùng rất là nhiều các loại thực phẩm chức năng rồi, bởi vì chị đang dùng mà, à chị đang bán và chị đang kinh doanh mà, nhưng chưa một cái sản phẩm nào làm chị thuyết phục, và sản phẩm Offframing lại chinh phục được chị Trần Anh. Đó, và bây giờ có được chị Trần Anh như ngày hôm nay, đúng không? Đó, rất là tuyệt vời. Thực sự nghe chị chia sẻ em cảm thấy rất là hạnh phúc. Kiểu một năm đi qua và mình đạt được tất cả mục tiêu của mình, thậm chí là ngoài mong đợi luôn. Trên cả những gì mình mong đợi, trên cả những gì mình kỳ vọng. Chắc là lúc sau thừa chị chưa thể tưởng tượng được là năm nay mình lại gặt hái được nhiều như vậy, đúng không? Bởi vì lúc đấy mình cũng mới bén duyên với Offframe thôi. Nhận cái thu nhập tháng đầu tiên chị cũng chỉ nghĩ là phấn đấu làm công việc này. Đến tầm khoảng tháng 7, tháng 8 mình làm mộ cho ông và chú thì dư được khoảng 7-80 triệu thôi. Chứ không nghĩ là lên đến cả gần 500 triệu, 500 triệu như thế này, đúng không? Đó. Nên là thực sự là khi mà chúng ta cứ làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những cái điều tốt đẹp thì thành công nó sẽ đến, và đến ngoài những cả những cái gì mà mình mong đợi luôn. Đó. Vậy thì bây giờ chị, mọi người rất là hào hứng rồi, rất là thích những cái gì mà chị nhận được rồi, rất là yêu công việc này, yêu sản phẩm rồi, thì chị có thể đúc kết cho mọi người một vài bí quyết để mọi người có thể đạt được những cái thành quả như chị có như ngày hôm nay được không? Thực ra thì những gì mà chị làm như hàng ngày thì có lẽ là nếu như những ai đang theo dõi thì cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Những cái bí quyết hàng ngày cũng không phải là bí quyết gì to tát đâu. Chỉ là mình làm việc thì gọi là mình, nếu như mà mình xác định mình yêu cái công việc này và mình xác định là công việc này là một sự nghiệp gì, là một sự nghiệp cho cuộc đời của mình, thì là mình phải tập trung vào nó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình muốn gọi là cho khách hàng nhà mình thấy được là cái sản phẩm này chất lượng, sản phẩm này tốt, để khách hàng đặt đặt niềm tin 100% vào cái sản phẩm của mình, để họ trải nghiệm, họ phục hồi sức khỏe của họ, thì là mình phải có một cái tình yêu hoặc là có một cái niềm tin 100% vào sản phẩm. Không có sự nghi ngờ là không biết là cái sản phẩm này có cải thiện được cái đấy hay không, cái này kia không, mình cứ 100%, tại vì bản thân mình là trải nghiệm rồi mà. Đấy thì là khách hàng tới với em cũng chính vì là thấy được cái sự thay đổi của bản thân, của gia đình của em, thì là khách hàng mới trao trọn cái niềm tin. Thế cho nên là mình, khi mình đến mình muốn cái công việc của mình mà phát triển tốt á, là việc đầu tiên là mình phải phải yêu sản phẩm và mình phải tin sản phẩm 100%. Sau đó là những cái, sau đó là em, như em hàng ngày thì em sử dụng sản phẩm thì em cứ chia sẻ trên tường ấy, thì cũng mong muốn rằng là mình muốn muốn gọi là muốn cho khách hàng nhà mình nhìn thấy là ở sản phẩm này rất là chất lượng, rất là tốt, mà như thế nên mình mới sử dụng hàng ngày, là giống như kiểu là một cái lời nhắc nhở để cho khách hàng nhà mình sử dụng đều đủ giống như mình để có một cái kết quả tốt nhất. Hay quá. Rồi, còn gì nữa không? Em thấy có ba bí quyết rồi đấy. Thứ nhất là chị xác định công việc này, khi mà chị đã nhìn ra được cái tiềm năng rồi và những cái giá trị công việc này mang lại, nhưng chị xác định đây sẽ là sự nghiệp mà mình sẽ cần phải dành một cái thời gian, một cái sự ưu tiên, đúng không? Thật ra bán lẻ cũng rất là bận rộn mọi người nhé. Đó, cũng rất là nhiều việc. Nhưng mà khi mà mình đã có một cái sự đặt nó ở một cái vị trí quan trọng, thì kiểu gì mình cũng sẽ dành cái thứ tự ưu tiên và một cái thời gian cho công việc đó. Đó, chứ chị không nghĩ đây là một công việc làm thêm, mặc dù chị có một công việc làm chính rồi, nhưng khi mà chị làm công việc này chị nhìn thấy nhiều giá trị, chị xác định đây là sự nghiệp luôn. Và chính cái người ta nói là điểm xuất phát của tư duy sẽ là điểm đến của số phận đấy cả nhà. Mình định vị công việc của mình ở đâu thì mình sẽ nhận được những cái giá trị tương xứng. Bởi vì khi mà mình xác định là sự nghiệp, mình sẽ làm việc nghiêm túc như là một cái người đang xây dựng sự nghiệp, chứ không phải là chỉ làm thêm, rảnh làm bận nghỉ, đúng không ạ? Đúng đó. Nên là đây là một cái điều quan trọng đấy cả nhà. Đó, nên là chúng ta hãy cần phải có một cái sự nhìn nhận đúng đắn về cơ hội mà chúng ta đang có. Cơ hội này đang giúp cho chị Trần Anh chỉ sau khoảng 8 tháng đã có tổng thu nhập lên đến hơn nửa tỷ. Đó, nên là nếu mà chúng ta đang bỏ qua là chúng ta đang bỏ lỡ một cái cơ hội lớn đến với cuộc đời của mình rồi, đúng không ạ? Đó, còn nếu mà chúng ta đang làm nó chưa tốt, chưa thuận lợi, không sao cả. Quan trọng chúng ta vẫn đang còn cơ hội và có cơ hội đó trong tay. Nó không mất đi đâu, đúng không? Và việc của chúng ta là cần phải học cách làm nó, cả nhà. Học cách làm nó, người khác làm được mà mình chưa làm được, chỉ đơn giản là mình chưa biết cách. Đó, chỉ đơn giản là mình đang thiếu kiến thức, đang thiếu kỹ năng, và việc của mình là cần phải học thêm. Đó,
bất kể ai cảm thấy làm một cái điều gì khó, chỉ đơn giản là mình chưa đủ kiến thức thôi, mình chưa đủ kinh nghiệm và chưa đủ cảm hứng thôi. Giống như việc giải một bài toán như thế, mình cảm thấy bài toán đó khó là bởi vì mình không biết công thức để giải, chứ còn mình biết thì nó lại thành dễ, đúng không ạ? Đó, nên là công việc nào cũng thế, mình thấy dễ là vì mình đã biết, còn nếu mình thấy khó là mình chưa biết, mình cần phải học thêm. Đó, nên là chúng ta cứ xác định là mình đang là có một cái sự nghiệp lớn trong tay, mình đang có một cơ hội lớn trong tay và bây giờ chúng ta cần phải học cách làm, đúng không ạ? Đó, cách làm như thế nào thì hệ thống chúng ta có rất là nhiều những buổi so với quy trình về cách làm việc rồi những bí quyết kinh nghiệm thực tế, đúng không ạ? Đó. Và thứ hai đó là chị rất là tin tưởng, tin 100% luôn đấy cả nhà về sản phẩm và yêu cái sản phẩm của mình. Đó, từ những câu chuyện cảm nhận của chị luôn. Bởi vì chị cảm nhận trước xong rồi mới đến bố, đúng không ạ? Đó, bây giờ chị khỏe hơn, không còn chảy nước mắt sống nữa, rồi body cũng đẹp hơn, chuẩn hơn, rất là mê luôn. Đó, em nghĩ là chị bận rộn như thế thì cũng không có thời gian tập thể dục đâu, đúng không? Bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, rồi mình bổ sung wellness của mình đầy đủ nữa, thế là mình có một cái body như ý. Đó, rồi sức khỏe của bố được cải thiện. Đó, nên là chị tin tưởng sản phẩm 100%. Đó, làm gì cũng thế, mọi người đã phải tin thì mình mới truyền cảm hứng được. Chứ còn mình cứ lúc mình tin, lúc mình lại nghi ngờ, chỉ cần ai đó nói cái này cái là mình đã cảm thấy hoang mang. Thế thì làm sao mà mình có đủ cái sự tự tin để mình truyền cảm hứng cho khách hàng cũng như là những người xung quanh của mình, đúng không ạ? Đó. Rồi cái thứ ba đấy là chị rất là cảm hứng với mọi thứ về công việc này, không chỉ đơn giản là sản phẩm, cả những cái giá trị, bất kỳ một cái gì giá trị rất là nhỏ thôi nhưng vì chị rất cảm hứng, rất trân trọng, rất biết ơn nên chị đều chia sẻ cho mọi người. Đó, chỉ đơn giản như việc câu chuyện cảm nhận của bố thôi chẳng hạn. Đó, nhiều người nghĩ là tôi chỉ chia sẻ một lần thôi là mọi người biết rồi, đúng không? Đó, nhưng mà chị chia sẻ đi chia sẻ lại, cứ vài ngày chị lại chia sẻ một lần bằng một cách nào đó, chị lại một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp nào đó, chị lại đưa cái lòng biết ơn, đưa cái cảm hứng của mình vào từng cái bài đăng của mình. Đó, ví dụ như đơn giản là bố đi lên huyện được, chị cũng chụp lần đầu tiên bố lên huyện, đã rất là lâu rồi bây giờ tự bố có thể lên huyện được, đúng không ạ? Đó, chị cũng chụp đăng lên, còn nhiều người lại cảm thấy đó là bình thường, đúng không? Bây giờ khỏe rồi, hơn rồi thì đi lên được là bình thường, đúng không? Rồi đi đến được chỗ này chỗ kia là bình thường, nhưng chị lại cảm thấy rất là trân trọng và biết ơn. Cứ nhìn vào cái gì đó đến từ on-frame thì chị lại cảm thấy rất là biết ơn và trân trọng, và chị thấy là mọi thứ xung quanh mình đều là on-frame nó mang lại cho mình. Đó, nên là chị cảm thấy là nó mang lại cho mình nhiều cảm hứng và chị truyền được cái cảm hứng đấy cho mọi người ạ. Đó, thật sự là trong công việc của chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta biết truyền cảm hứng là chúng ta có thể rất thành công với công việc này rồi. Kể cả trong việc bán hay trong việc tuyển hay trong việc xây dựng hệ thống, nếu mà mình biết truyền cảm hứng cho mọi người, mình sẽ kích hoạt được cái năng lượng và cái cảm hứng của những người khác, và tất cả chúng ta cùng hành động, cùng mạnh mẽ, cùng quyết tâm thì chúng ta đã có thể thành công được rồi mọi người ạ. Đó, nên là chúng ta hãy học thêm cái cách truyền cảm hứng của chị Trần Anh nhé mọi người nhé, và để có thể truyền được thì mình phải có, đúng không? Mình phải có thì mới truyền được, chứ mình chưa có nhiều cảm hứng thì làm sao chúng ta truyền được. Nên chúng ta hãy nghĩ đến những cái giá trị mà chúng ta rồi những người xung quanh mình nhận được từ công việc này để chúng ta trân trọng và biết ơn hơn những gì mà chúng ta đang có, được không cả nhà? Hay quá. Rồi Chị cuối có cùng. thêm một chút chia sẻ này nữa nhé. Vâng. Thực ra thì ở trong Zoom thì cũng có rất là nhiều nhà phân phối cũng ở bên nhóm chị cũng đang xem, cho nên là tiện thể thì chị cũng cũng xin chia sẻ một cái vấn đề này nữa. Thì nói chung là trong công việc thì cũng không phải lúc nào cũng 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 như mùng như mình mong muốn, cũng có những lúc thăng lúc trầm, cũng có những lúc là ví dụ như ngày hôm nay không có tuyển được ai, tháng này ví dụ như thế, tháng này không tuyển được ai, hoặc là ngày nay có thể là không bán được sản phẩm gì, nhưng mà mình phải nghĩ đến những cái lúc mà như thế, em lại nghĩ tới là mình đã được những gì rồi và mình đang được những gì này. Sau đó là em lại nghĩ tới là những cô chú mà bằng tuổi bố tuổi mẹ mình, tại sao mà các cô chú vẫn làm một thời gian rất là bền bỉ, mình chỉ mới có mấy tháng thôi, mình mới 8 tháng thôi, nhưng mà các cô chú là làm tới hàng 5 năm, 6, 7 năm, thậm chí có người làm cả hơn 10 năm rồi. Đó, rất là nhiều những cái anh chị em mà trạc tuổi như mình hoặc là lớn hơn tí, người ta đã làm tới mười mấy năm rồi, và mình luôn luôn đặt câu hỏi là tại sao người ta lại làm thời gian lâu như thế. Lúc nào trong đầu em cũng suy nghĩ là những cái lúc mà năng lượng em mà bị tụt tụt đi chút xíu là em lại nghĩ ra một cái lý do là tại sao mà người ta lại làm lâu như thế, ới làm 13 năm, 19 năm, thậm chí 14, 15 năm, tại sao lại lâu như vậy nhở? Công việc này nó phải 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 rất là nhiều giá trị, phải tuyệt vời cỡ nào thì họ mới làm một công việc mà lâu như thế. Lại còn có những người lại bỏ cả những cái công việc mà nhà nước mình phải tốn rất là nhiều thời gian, mình học tập tiền của rồi này kia mình bỏ ra, mà bây giờ họ cũng từ bỏ cái công việc đấy để họ yêu Oriflame. Đó là mình phải đặt rất là nhiều câu hỏi. Có những lúc mà trong cuộc sống mà mọi người có những ngày nó không được như mình mong muốn chẳng hạn, nhưng mà mình lại lấy những cái mà những cái tích cực đó mình mang ra để mình gọi là làm cái hành trang cho mình vững chắc hơn, để mình yêu công việc hơn. Và em
em có một cái nữa là trước khi mà em đi ngủ là em luôn luôn nghĩ là ngày mai là mình phải làm gì trước nha. Kể cả những cái bài đăng của em ở trên tường là em cũng đều có cái sự sắp xếp. Ví dụ như sáng ra hoặc trưa ra thì mọi người rất là bận, mọi người phải gọi là chăm lo cho gia đình, mọi người phải lo việc của mọi người, cho nên là những cái bài viết mà mình có nội dung nó quá dài hoặc là quá xúc tích thì mọi người sẽ không có thể nào mà đọc được hết, không thể nào mà quan tâm được hết. Thì những sáng mai hoặc là những trưa buổi ngày thì em hay đăng những cái bài viết với những cái nội dung nó kiểu là ngắn gọn thôi để mọi người lướt qua, ví dụ như cái gì hay thì mọi người sẽ dừng lại mọi người xem. Còn cứ tối đến thì em sẽ đăng cái nội dung nó dài hơn, và lúc đấy là mọi người đang ở một cái trạng thái nghỉ ngơi rồi, mình nằm hoặc là mình có thời gian thoải mái nhiều hơn đó, mình sẽ xem một cái bài viết nó sẽ cụ thể hơn. Đó nên là em thì làm việc luôn luôn có một cái gọi là nó lịch trình, chứ không phải là hôm nay nắng thì mình làm cái việc nó khác, ngày mai mưa mình làm cái việc nó khác, không phải, hoặc là buồn vui nó sẽ khác nhau, nó đều giống nhau hết. Đều giống nhau, trước khi đi ngủ là mình biết là ngày mai mình phải làm cái gì, thậm chí mình còn phải chuẩn bị trước một cái bài để mình đăng vào sáng mai hoặc là trưa mai hoặc là chiều mai, đại khái là như thế. Đó, và sau đó những nhiều hôm mà ví dụ như hơi bị tụt tụt năng lượng tí, bị gia đình hoặc là bị những cái vấn đề ở bên ngoài công việc ấy hơi chi phối một chút xíu thì mình lại hơi tụt năng lượng thì mình lại nghĩ tới những cái điều tích cực. Tại sao cứ tại câu hỏi đặt trong đầu, tại sao mọi người lại làm được mà mình lại không làm được đấy, ví dụ như thế. Mình phải cố gắng lên lại bằng cho mọi người. Bây giờ mình mới 8 tháng rồi, mọi người tận 5 năm 10 năm mình sẽ cố gắng. Bây giờ đến khi mà mình 10 năm, 15 năm thì có khi mình cũng sẽ có một cái thành quả mà tốt như những người mà người ta đi trước, hoặc là cũng thậm chí tốt hơn nếu mình có cái sự cố gắng và tập trung cái công việc. Hay quá. Chị Trần tặng chúng ta thêm hai bí quyết cực kỳ giá trị đúng không ạ? Đầu tiên đấy là mọi người nhìn thấy con đường phát triển chị Trần Anh và chị luôn tràn đầy năng lượng thì cứ nghĩ là mọi thứ chị đến với chị Trần Anh rất là thuận lợi, cứ thế mà tăng thăng tiến thôi đúng không? Đó, nhưng thật ra trong kinh doanh thì gần như ai cũng sẽ gặp những cái khó khăn, những cái trở ngại và những cái thử thách gần như là giống nhau. Đó, quan trọng là cách mà chúng ta phản ứng, cách chúng ta đối diện đúng không ạ? Và chị Trần Anh luôn tập trung vào những cái giải pháp để giúp cho mình có thể là cân bằng lại cái cảm xúc của mình, cũng như là quay trở lại tập trung vào cái công việc của mình ngay lập tức, chứ không để mình bị trôi, không để mình bị tụt dốc về nhất là cái cảm xúc của mình. Đó, vậy thì cách chị làm đơn giản lắm. Đó là chị luôn nghĩ về lòng biết ơn mọi người ạ. Mỗi khi mà có một cái điều gì đấy mà khiến cho mình không có năng lượng, không có nhiệt huyết, thì chị lại nghĩ đến cái lòng biết ơn. Chị lại nghĩ đến những cái gì mà chị nhận được từ công việc này. Đó, và những cái gì mà chị đã đang có từ công việc này. Đó, và thứ hai đấy là chị lại nghĩ đến những cái câu chuyện, những cái hình ảnh, những người đang kiên trì, đang bền bỉ làm công việc này. Tại sao họ làm được, tại sao họ thành công mà mình lại chưa? Đúng không ạ? Và cứ nghĩ đến những câu đó, những cái đó, cứ đặt câu hỏi cho bản thân mình ấy, tự chất vấn, tự nói chuyện, tự đối thoại bản thân mình ấy, thì chúng ta có thể là tìm ra được câu trả lời và tập trung lại, trở lại và trân trọng công việc của chúng ta hơn và làm mạnh hơn. Đó, thì đó là cái tiếp theo mà chị muốn gửi gắm, đó là chúng ta cần phải luôn luôn giữ một cái tinh thần, một cái năng lượng tích cực bằng những cái bí quyết mà chị vừa chia sẻ đúng không ạ? Đó, cách chúng ta đối diện với vấn đề mà chúng ta gặp phải sẽ quyết định chúng ta là ai mọi người ạ. Đó, còn vấn đề trong cuộc sống thì không có ai tránh khỏi đâu, không chuyện này thì sẽ là chuyện khác. Đó, có những người người ta rất là vui vẻ, năng lượng, không phải cuộc sống của người ta bằng phẳng, người ta thuận lợi nên lúc nào người ta cũng như vậy đâu, mà chỉ là cách họ đối diện với vấn đề họ đang gặp phải thôi cả nhà. Đó, rồi cái thứ hai đó là chị luôn có một cái kế hoạch làm việc rõ ràng. Đó, có mục tiêu rồi, có động lực rồi, có ước mơ rồi thì chúng ta cần phải lên cho mình một cái kế hoạch làm việc mọi người nhá. Đó, theo năm, theo tháng, rồi theo từng ngày. Đó, chúng ta sẽ làm gì? Đó, và có một bí quyết rất hay chị chia sẻ đấy là sáng chị sẽ đăng những cái bài ngắn gọn để cho mọi người dễ đọc. Tối mọi người có nhiều thời gian hơn, thời gian nó sâu lắng hơn, chị sẽ đăng những cái bài dài hơn. Nếu mà mình muốn viết những cái bài dài thì hành mình hãy để dành buổi tối, thì mọi người sẽ có thời gian suy ngẫm và có thời gian dành để mọi người đọc hết cái bài đăng của mình. Đúng không ạ? Đó, thì chúng ta hãy làm việc có kế hoạch nhé. Trước khi đi ngủ chúng ta hãy viết kế hoạch lịch làm việc của ngày mai. Đúng không ạ? Đó, thì đấy là bí quyết của chị Trần Anh mọi người ạ. Năm bí quyết nhé cả nhà. Một đấy là xác định đây là sự nghiệp, đó nên chị tập trung. Hai đấy là chị tin tưởng và yêu cái sản phẩm của mình, tin tưởng 100%. Thứ ba đấy là chị liên tục truyền cảm hứng về cái công việc cũng như là về sản phẩm hàng ngày, trực tiếp và gián tiếp qua Facebook bằng nhiều cách luôn. Đó. Và thứ tư đấy là khi có khó khăn chị tập trung vào lòng biết ơn và chị tập trung vào những cái câu chuyện mọi người làm công việc này, tại sao mọi người thành công, đặt câu hỏi cho bản thân mình. Đó, rồi thứ năm đó là chị luôn có kế hoạch làm việc hàng ngày. Đó, có mục tiêu xa rồi nhưng mà bắt đầu mình cần phải chia nhỏ và hàng ngày mình cần phải làm gì. Đó, thì chị luôn có kế hoạch làm việc hàng ngày trước khi đi ngủ là ngày mai mình sẽ cần phải làm gì.
Rất là hay đúng không? Đơn giản, nghĩ là đơn giản nhưng mà để mà làm được nó cần phải một cái sự nỗ lực, một cái sự kỷ luật bản thân mình. Đó cả nhà nhá. Rồi em cảm ơn chị Trần Anh rất là nhiều. Em chúc chị sẽ từng bước thăng tiến hơn nữa với công việc này, giúp được hệ thống càng ngày càng mạnh và nhiều người làm được như chị nhá. Chị cảm ơn em nhé, rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã nghe em chia sẻ ngày hôm nay, và chúc tất cả mọi người có một ngày làm việc thật là thoải mái, thật là vui vẻ.